Anh chị em thân mến, ba bài kinh thánh mà chúng ta vừa nghe phải để lại cho chúng ta một vài cái ghi nhớ, và cách riêng là các tiến chức đây. Những bài này cũng được tuyển chọn là vì chúng con. Trước hết chúng ta đi từ bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaiah. Và chúng ta chỉ cần nhớ một câu: Chúa đã sức dầu cho tôi và sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Các thầy phó tế đây là những người mà Chúa đã chọn, và Chúa chọn để mà Chúa sai đi. Vậy những ai mà Chúa chọn, những ai mà Chúa trao cho cái trách nhiệm, thì bao giờ Ngài cũng ban thần khí của Ngài. Và chính trong thần khí của Ngài mà mỗi người trong chúng ta thi hành cái sứ vụ của mình. Ngay những người ở đời, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, vân vân, thì chúng ta cũng thi hành một cái ơn gọi. Và ơn gọi đó là bởi Chúa, cho nên Chúa cũng ban thần khí của Ngài. Vì vậy cho nên khi chúng ta sống trong cái nhiệm vụ của mình, chúng ta phải tin vào Chúa. Còn đối với các thầy đây, Chúa chọn, Chúa sai đi là để đi loan báo tin mừng. Đó là cái nội dung của các thầy, mà ưu tiên là cho người nghèo khó. Người nghèo khó thời nay gồm rất là nhiều hạng người, không phải chỉ là nghèo khó vì thiếu của cải vật chất. Người bị bỏ quên lãng trong xã hội, người sống mà đánh mất đi cái tự do của mình. Nhiều cái tình trạng đó là những con người mà khi chúng con làm linh mục, chúng con phải biết Chúa muốn sai chúng con ưu tiên đến với những người đó trước. Và vì vậy mà trong bài đọc hai trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, Ngài đã nói: Thiên Chúa đã trao chức vụ giải hòa cho chúng tôi. Một trong những cái công việc, một trong những cái sứ vụ đặc biệt của linh mục là sứ vụ giải hòa. Và anh em biết chúng ta được chọn, được gọi là đem cái sự bình an, đem cái sự giảng hòa đến cho mọi người. Ở đây tôi muốn trích lại một đoạn ngắn thôi, mà có nhiều khi chúng ta chưa có kịp suy nghĩ. Đó là một đoạn tông thư của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 20 tháng 11 2016. Cái chữ, cái tựa bằng tiếng Latin thì nó hay hơn là chúng ta dịch ra tiếng Việt hay tiếng nào khác. Tiếng Latin là Misericordia et Misera, cho nên nó ăn vần với nhau rất là hay. Tức là nói về cái lòng thương xót và cái người đàn bà đáng xót thương. Chúng ta biết cái câu chuyện đó rồi. Thì Ngài nói với chúng ta như thế này, và cách riêng đối với anh em phó tế: Tôi mời các vị linh mục một lần nữa hãy cẩn thận dọn mình khi thi hành thừa tác vụ giải tội, một sứ vụ đích thực của chức linh mục. Tôi hết lòng cảm ơn tất cả anh em về thừa tác vụ của anh em, và tôi xin anh em hãy tỏ ra đón nhận tất cả mọi người, chứng tỏ tình yêu thương phụ tử trước tính trầm trọng của tội lỗi, mau mắn giúp đỡ các hối nhân
suy nghĩ về sự dữ họ đã gây ra. Rõ ràng minh bạch trình bày các nguyên tắc luân lý, sẵn sàng đồng hành với các tín hữu trong cuộc hành trình thống hối của họ, sáng suốt phân định từng trường hợp riêng biệt và quảng đại trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tôi nhấn mạnh những chữ mà tôi nghĩ rằng bổng bản văn cũng đã nhấn mạnh để anh em thấy. Anh em phải biết đón nhận, phải biết mau mắn, phải biết rõ ràng, minh bạch, phải sẵn sàng, phải sáng suốt, phải quảng đại. Chúng ta có một cái cơ hội để thấy Hội Thánh luôn luôn muốn thi hành cái tính quảng đại và giàu lòng thương xót đó, là vì chính trong cái tông thư này mà Đức Thánh Cha từ nay ban cho tất cả các linh mục triều và dòng được tha tội và được tha vạ. Như thế là một cánh cửa mở rộng ra để cho chúng ta đến với những hối nhân, để chúng ta giúp đỡ họ. Và Ngài cũng nói mỗi hối nhân đều nhắc nhở chúng ta rằng chính chúng ta cũng là một tội nhân, đồng thời cũng là thừa tác viên của lòng thương xót. Bài phúc âm mục tử tốt lành, thí mạng sống vì chiên. Hình ảnh của một mục tử gắn liền với con chiên. Và anh em đã có dịp suy niệm về cái tông hướng niềm vui tin mừng. Ở trong đó có nói đến một cái hình ảnh, một cái người chăn chiên tốt là người đó phải đi trước đoàn chiên để chỉ đường. Người đó phải ở giữa đoàn chiên để luôn luôn gần gũi, đơn sơ, thương xót. Người đó phải đi sau đàn chiên để có thể trợ giúp những con chiên lạc đàn. Tôi nghĩ rằng anh em luôn luôn sẵn sàng. Và bây giờ đúng lúc anh em phải thực hiện những cái điều đó. Lời Chúa thì bao giờ cũng là chân lý, là sự thật, là sự sống cho mọi thời đại, cho mọi người. Nhưng mà đồng thời, mỗi nơi, mỗi lúc đều có thể thấy được rằng đó là lời riêng cho mình. Vậy 12 anh em tiến chức linh mục của giáo phận Hà Nội, giữa bao nhiêu vấn đề, giữa bao nhiêu cần phải nhắc nhở, Cha xin nhắc chúng con hai điều. Điều thứ nhất là chúng con cũng đã nghe huấn đức nhiều lần. Đức Thánh Cha bày tỏ cho chúng ta thấy những khó khăn, những thử thách mà giáo hội đang trải qua. Và đó là những thử thách rất là trầm trọng và những lỗi lầm rất là nặng nề. Và trong nhiều lần Ngài muốn nói với chúng ta cái nguyên nhân. Nhiều khi chúng ta không để ý, nhưng mà rõ ràng nó là cái nguyên nhân chính, gọi là cái thái độ của hàng giáo sĩ. Bây giờ người ta nói vắn tắt là giáo sĩ trị hay là chế độ giáo sĩ. Chúng con bây giờ bước vào hàng giáo sĩ ngay từ đầu. Chúng con hãy nhớ tôi là giáo sĩ. Tôi được chọn là để phục vụ, chứ không phải là để cho người khác phục vụ. Vì thế cửa lòng của tôi phải mở ra đón nhận hết mọi người. Giáo xứ của tôi cũng phải mở rộng ra
nhà xứ của tôi cũng phải mở rộng ra để cho mọi người có cái chỗ đứng. Cha chỉ muốn nói với chúng con một cái ví dụ rất là cụ thể. Giờ phút này chúng ta đang ngồi ở đây, thì tại Roma đang họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thường kỳ lần thứ 15. Bây giờ nhắm về giới trẻ, tức là cho giới trẻ, nhưng cũng là cùng với giới trẻ. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục. Ấy thế mà trong Thượng Hội đồng Giám mục này, rất nhiều bạn trẻ đã hiện diện. Không phải hiện diện với tính cách là khán giả, nhưng hiện diện với tính cách là những cái chủ nhân của vấn đề, của sự sống của mình. Chúng ta hãy học hỏi từ cái điều đó để có một sự quảng đại, sáng suốt, sẵn sàng dành chỗ đứng cho mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta đừng đứng trên, chúng ta hãy đồng hành. Chúng ta đừng có nắm, mà chúng ta phải phục vụ. Đó là một cái thái độ mà nếu chúng ta thay đổi được thì nhiều vấn đề trầm trọng sẽ thay đổi theo. Điều thứ hai, cha rất là vui mừng khi thấy trong giáo phận các giáo xứ được phát triển. Và vì nhu cầu, vì đáp ứng nhu cầu, cho nên nhiều nhà thờ, nhiều nhà giáo lý, nhiều nhà mục vụ được sửa chữa, được tân tạo. Và vui mừng khi thấy giáo dân, mọi thành phần có được cái nơi mà họ có thể nói rằng là nhà của mình. Đó là điều rất tốt. Nhưng Đức Thánh Cha vẫn căn dặn chúng ta, cái chữ thứ hai mà gần như chúng ta thấy ở cửa miệng Ngài trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào, đó là sự gần gũi. Tôi xin lỗi dùng cái chữ mà ngoại quốc họ quen hơn, proximity. Lúc nào cũng bên cạnh, lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng đón nhận. Thành ra tôi vừa nói tới các cái trung tâm, có nhiều khi thì nó lớn quá, rồi thì có nhiều chỗ riêng, cho nên chúng ta có thể bị khép kín, chúng ta xa với là giáo dân. Giáo dân chỉ có một thành phần nào mới dám bước vào, nó không còn cái tính cách nhà chung. Vậy thì hai cái ý tưởng đó, tôi xin anh em phó tế đặc biệt ghi nhớ, là cái thái độ của các giáo sĩ mang cái tính cách độc tài đó, và cái sự gần gũi, đừng khép kín, cởi mở. Đó là những điều mà có thể nói rằng là nơi nào cũng cần. Và cách riêng là đối với cái tổng giáo phận của chúng ta là rất cần. Nếu anh em có thời giờ ngày hôm nay, đọc lại bài đọc 2 của sách Nguyện Kinh Sáng hôm nay, cái phần của Thánh Gioan Capestrina, tự nhiên đọc cái đoạn đó tôi cảm thấy rằng là chớ gì anh em hôm nay kiếm một chút thì giờ sau những cái long trọng mừng lễ ngồi lại để nhắc nhở mình ngay là linh mục là thế đó. Xin cảm ơn anh em. Các con rất thân mến, trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như một cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa
trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin Công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy tế tạ ơn và bí tích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện, mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, đứng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh truyền vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con.
Con có hứa kính trọng và vương phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vương phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vương phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa đây, là những người Chúa đã chọn lên chức linh mục. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Thánh Thiên Thần của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tây Gia, Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Anrê, cầu cho chúng con. Thánh Gioan, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Maria Magdalena, cầu cho chúng con. Thánh Tê-phan-ô, cầu cho chúng con. Thánh Lorenzo, Siêu Thánh Antiochia, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Anne, cầu
Thánh Augustino. Cầu cho chúng con. Thánh Athanasio. Thánh Basilio. Cầu cho chúng con. Thánh Martino. Cầu cho chúng con. Thánh Benedito. Thánh Francisco và Dominico. Cầu cho chúng con. Thánh Francisco Xavier. Cầu cho chúng con. Thánh Gioan Vianney. Thánh Nữ Teresa. Cầu cho chúng con. Thánh Nữ Catarina Thánh Siena. Cầu cho chúng con. Thánh Andre Dung. Thánh Phêrô Lê Bảo Thịnh. Cầu cho chúng con. Các Thánh Tư Đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa. Tỏ lòng khoan dung. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi phạm sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi phạm tội lỗi. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi trên muôn đời. Mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ Đức Thánh Cha cùng các phẩm chất hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các dân tường đường bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phụng sự Chúa.
Chúa đôi thương chung lành cho các vị thu phóng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chung lành và thành hóa các vị thu phóng này. Xin Chúa đôi thương chung lành thánh hóa và thánh hiến các vị thu phóng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con mà đổ tràn ơn phúc Chúa Thánh Thần và ban chức linh mục trên các tôi tớ Chúa đây, hầu những người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh hiến sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con, cho bao gian truân gió cuồng phong dâng đầy nẻo đường đời. Con không âu lo khi biết rằng Cha sẽ ủi an. Con không thể
Chúa là Cha chi thánh, xin nhận lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là đấng tạo dựng phẩm ra con người và là đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài thiên chuyển, nhờ Cha mà muôn vật kiên vững, để hình thành một dân tư tế. Cha nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô con Cha ở những phẩm hàm khác nhau trong cùng một chức thánh.
Ngay ở thời cứu ước xa xưa, đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi cha đặt Mô-sê và A-ha-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ vào tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, cha đã phân phát thần trí của Mô-sê cho 70 người có trí thông minh, để khi dùng họ phụ giúp, ông có thể cai trị dân cha một cách dễ dàng hơn. Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của A-ha-rôn cho con cháu ông, để trước thư thế theo lệ luật, có đủ người dân các hy lễ nhà tam là hình bóng về những hồng ân sau này. Nhưng vào thời sau hết lạy cha chi thánh, cha đã sai đến thế gian con cha là Đức Giê-xu, người là vị sứ giả và là đấng thượng tế của hội thánh chúng con. Người đã nhờ thánh thần mà dâng lên cha chính mình làm hy lễ vang sanh. Người đã cho các tông đồ của người tham gia vào sứ mạng của người sau khi họ đã được tác thành trong chân lý. Và cha đã ban thêm cho họ những công sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp trần gian. Giờ đây lạy cha, chúng con nài xin cha cùng thương ban cho chúng con những người yêu đuối của chúng con, có được những người này để trợ giúp, vì chúng con cần có họ để chu toàn chức tư tế tông truyền. Lạy cha toàn năng, chúng con nài xin cha ban chức linh mục cho các tôi tớ cha đây. Xin cha đổi mới thần trí thánh hóa trong lòng các thầy, cho các thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi cha, và cho các thầy biết cái thiền phong hoa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình. Xin cho các thầy trở nên công sự viên tốt của hàng gia mục chúng con, để lời phúc âm do các thầy rao giảng nhờ ơn thánh thần sinh hoa kết quả trong lòng người ta và vang dội đến tận cùng trái đất. Xin cho các thầy cùng với chúng con trở nên những người trung thành phân phát các mầu nhiệm của cha, để dân cha được đổi mới nhờ phép rửa tái sinh, được bồi dưỡng nơi bàn thờ, và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ. Lạy cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của cha cho đoàn dân đã được trao phó cho các thầy cũng như cho toàn thế giới. Như vậy, toàn thể các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành dân cha duy nhất được kiện toàn trong nước cha. Nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con cha, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Ôi, chọn con giữa đời mong manh hàn cát nhỏ nhoi, con nên tư tế thi hành chức thiêng, lòng trời ban phó giao hòa thứ tha, một đời dâng lên hy lễ tình yêu. Chúa đã sức dầu bằng Thánh Thiên con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc trọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin con, từ nay xin Chúa dùng con như con là chứng nhân của Ngài, để con hóa thân Giêsu mộng thơ tự nhân. Con nên ngôn sứ rao lời thánh thiêng, phụng vụ chân lý soi đường thế nhân. Một đời con nhớ ánh sáng trần gian, Chúa đã sức dầu và Thánh Thiên con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc trọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin con, từ nay xin Chúa dùng con như và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa.
Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con. Bình an của Chúa ở cùng con. Bình an của Chúa ở cùng con. Bình an của Chúa ở cùng con.
Chúa ở cùng con và cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và cùng cha. Bụi chó, ôi thân con là bụi chó đâu đó, mà Chúa cao siêu ngập tầng trời đã khắc tên con vào lòng người, nên bạn tâm phúc từ đây giữa hàng khanh tương quyền uy. Chúa từ nhân